Trên giấy tờ, công viên nước Thanh Hà đã được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cho hoạt động bơi lội. Tuy nhiên, theo đại diện Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, đơn vị này chỉ cấp phép cho khu vực bể bơi, còn các vị trí khác trong khu vui chơi, trong đó có sông Lười, nơi cháu bé gặp nạn, thì đơn vị này không cấp phép vì không thuộc thẩm quyền. Chúng ta còn để tiếp tục nghiên cứu và xem xét việc đó là thuộc thẩm quyền của ai. Nhưng đối với Sở Văn hóa và Thể thao, tôi vẫn khẳng định là không thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa cấp phép cho cái khu vực sông Lười đó. Trong quá trình đi quản lý thì chúng tôi cũng chỉ có thấy rằng và biết là tất cả những cái mà hiện nay hoạt động đó nó đang nằm trong cái mã ngành nghề kinh doanh được phép hoạt động thì người ta đang tổ chức hoạt động. Theo tường thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giải trí và thể thao Thanh Hà, vào thời điểm xảy ra vụ việc, công viên có 25 người đang làm nhiệm vụ, gồm 14 an ninh, 6 kỹ thuật viên, 4 cứu hộ và 1 y tế trực. Tuy nhiên, người đầu tiên phát hiện ra sự cố cháu bé bị mất tích khi phao trôi đến đích trên sông Lười lại là mẹ nạn nhân, chứ không phải là nhân viên an ninh hay cứu hộ. Vì thế, khi cháu bé được tìm thấy và vớt lên sau đó thì cũng đã là quá muộn nên không qua khỏi cơn nguy kịch. Trước đó, vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, khi vừa bước vào ngày khai trương thứ hai, cũng tại công viên này xảy ra một vụ đuối nước khiến cháu bé 2 tuổi tử vong. Lần đó, công viên này chưa được cấp phép đủ điều kiện hoạt động ở bất cứ khu vực nào. Nhân viên cứu hộ chưa được tập huấn. Tuy nhiên, sau vụ tử nạn, chỉ bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng. Cả công an quận, cả công an phường đều vào cuộc và cháu bé đã bị đuối nước. Thứ nhất là do cái sự chuẩn bị chưa chu đáo của công ty. Thứ hai nữa là cũng một phần sơ suất là cũng của chính các bậc phụ huynh. Hiện vụ tai nạn thương tâm vẫn đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, đây là lần thứ hai xảy ra đuối nước tử vong tại công viên nước trong vòng 3 tháng. Một lần nữa đã khiến nhiều người hoài nghi về sự an toàn của khu vui chơi dành cho trẻ em này.